Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 12 năm 2020, dự án thu phí tự động không dừng VETC hay còn gọi là ETAC và EPAS thuộc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam đã chính thức triển khai đồng loạt ở các trạm thu phí tự động không dừng trên toàn quốc. Thế nhưng sau hơn 4 tháng tích hợp thì hai hệ thống này đã và đang tồn tại rất nhiều bất cập, mà phổ biến là tình trạng không nhận diện được tài khoản, thẻ dán trên phương tiện khiến cho việc ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày ở các trạm BOT hiện nay. Và quan trọng hơn là hai nhà đầu tư của cả hai dự án thì hiện vẫn chưa có những phương án xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của VTC14. Trạm thu phí BOT quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên vào một buổi chiều. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29D02960 dù đã được dán thẻ thu phí tự động không dừng nhưng vẫn phải chuyển sang làn hỗn hợp để lưu thông vì hệ thống thu phí tự động không nhận diện được thẻ đã dán trên xe. Tiếp tục là một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C13656. Trạm thu phí BOT quốc lộ 5 xác nhận việc hệ thống thu phí tự động không dừng không nhận diện được thẻ đọc ở trạm diễn ra như cơm bữa. Cao điểm có ngày lên tới trên 50 phương tiện. Hai cái dự án đang vào, một cái của VETC và một cái của VDTC. Thế cho nên là các cái nhà đầu tư người ta đang khởi động lại để chỉnh sửa. Có ngày thì cao nhất thì tầm khoảng 30 trường hợp thẻ chưa đọc được. Cũng theo ông Điều, hiện tượng phương tiện dán thẻ ETAC và EPAS lưu thông qua trạm thu phí tự động không dừng bị lỗi, không nhận diện được phương tiện diễn ra từ rất nhiều tháng qua. Nhưng việc khắc phục lại rất chậm chạp và gần như không có hiệu quả. Vì thế đã có những thời điểm trạm và nhà đầu tư phải cắt cử người để phân luồng điều tiết giao thông. Thất thoát thì không thất thoát được. Chúng tôi có bộ phận trích xuất camera hàng ngày hậu kiểm ấy và phản ánh lại về chỗ đơn vị cung cấp thẻ thì người ta sẽ xử lý cái đấy và sẽ bồi hoàn lại. Trước đó vào ngày khai trương dự án BOO2 tức EPAS, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel từng khẳng định đã ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới. Đây cũng là công nghệ xử lý ảnh với độ chính xác cao, giảm thời gian đăng ký dịch vụ cho khách hàng và giảm chi phí cho công tác nghiệp vụ hậu kiểm đối soát. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vận hành, hai hệ thống của hai nhà đầu tư VETC, tức ETAC và EPAS đã liên tục xảy ra sự cố, trái ngược với kỳ vọng mà trước đó Viettel từng khẳng định. Tôi tự tin sẽ cùng ngành giao thông bắt kịp xu hướng chuyển dịch về công nghệ giao thông thông minh trên thế giới và khu vực, sớm đưa Việt Nam đứng trong top những quốc gia phát triển về giao thông thông minh. Viettel cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực tốt nhất, ứng dụng các thành tựu tiên tiến nhất về khoa học công nghệ cho quản lý và điều hành giao thông, đóng góp cho giao thông vận tải là ngành tiên phong về chuyển đổi sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện. Khi đã đưa vào vận hành rồi, nhưng chúng ta quản lý, bảo trì, khai thác và vận hành nó thì tiếp tục theo dõi. Nó còn có những cái bất cập, đấy, nó chưa đồng bộ thì chúng ta cũng phải tập trung để chúng ta chỉ đạo và tháo gỡ để cho nó mang tính chất là đồng bộ. Tính đến thời điểm này, toàn quốc đã triển khai hoạt động thu phí tự động không dừng với trên 90 trạm thu phí gồm ETAC và EPAS. Tuy nhiên, với những tồn tại và chưa được xử lý dứt điểm thì dư luận có quyền đặt ra những dấu hỏi về tính tiện ích cũng như bảo mật trong hoạt động thu phí tự động không dừng hiện nay, điều mà trước đó Bộ Giao thông Vận tải từng kỳ vọng sẽ minh bạch hóa hoạt động thu phí.